Đi nhân viên mới bây giờ cứ năng động em ạ. Để nãy anh ra cứ cày mã lên. Anh cũng đây anh không có năng khiếu mà nhường em gì cả. Anh không năng khiếu. Vâng ngay. Thôi chị ơi. Hương nghe đẹp trai đây đấy, đẹp trai chân dài. Đúng rồi, đây. Ôi em không cần, thôi em không cần. Vào xong ấy, ê mặt luôn, ê chỉ cái mặt luôn chứ đấy. Bên Tâm Vinh nhiều. Bên Tâm Vinh nhiều gái xinh lắm bạn. Hả? Bên Tâm Vinh nhiều gái xinh lắm bạn. Tâm Vinh á. Thôi chị ơi, chị đừng, em xin chị. Thôi chị ơi. Chị đừng tính đi mà anh ấy thích. Em xin chị đấy. Em thích lắm. Em thích lắm. Được thế thì anh thích lắm. Không, em không đi được đâu, thật đi. Với bạn kia mới nhảy. Anh ơi. Bên này là nhảy, bên này là hát. Quá là gì luôn. Rồi. Được. Tí đi đánh MVP. Kinh quá. Đánh bắt xa bờ không chị? Đánh đội nữ hả? Đúng rồi, đánh đội nữ chứ. BB cũng có ấy mà, có BB vua vật 2.000 đấy. Đánh hẳn hoa vật các bạn. Vật này 47.000. Vật này của chị Hường. Vật của chị đấy, của chị với cái Hường ấy. À, mày không vật đi đúng không? Hôm nay mày đánh tặng vật này đúng không? Vừa này đánh thì sao được, có đập không? Người đã hỏi ai chứ mà lơ ha. Không, chẳng cần. Đúng. Đánh vật này có mà hỏng hết tay. Đập vắt cho mà tay hết tay luôn. Đập vắt cái này nấu vậy. Không, cái điểm nối này bạn rơi ra. Không, đánh vui thôi. Đánh dương sinh thôi. Em sang một bạn nhà sao mà bạn tập đi những trái. Ôi. Giờ này đâu bạn nghỉ. Bắp ăn của con. Chả tập gì luôn. Hả? Thôi 47 sang đánh đi 50 được. Rồi. Đừng có làm ngay thế, người ta bắt mua vật giá 4.7 đấy. 4.7, chính qua 4.7. Lai Ninh dòng có tốt nhất. Nha, chị chốt lại danh xanh nha. Ôi chị ơi, chị ơi. Em xin gì đây chị đừng. Chị đừng làm gương đi chứ lại. Có, chị có nhảy mà. Okay. Chị ra phải lôi nhảy như này. Thôi em đi đi. Đồ đi đi.